Các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một số công cụ để quản lý bản nguồn như là IDE cho các bạn lập trình viên. Công cụ phổ biến thôi. Cụ thể mục đích của cái công cụ này hôm nay mình giới thiệu là để phụ cho cái khóa học React Native. OK, thì các bạn quản lý bản nguồn thì người ta sử dụng React hoặc là SVN. Thì viết thì có hiệu quả với những cái mảng nguồn mà nó nhỏ, không có nhiều những cái file có dung lượng lớn và rất linh hoạt. Còn SVN thì phù hợp cho những dự án cực lớn, có khi có file vài trăm mê, thậm chí là cả ghi cả dự án có khi lên tới mấy trăm ghi đó. Thì với đặc thù của những dự án này thì rất là tiết ở mức độ học các bạn làm trong những doanh nghiệp nhỏ thì hay là vừa thì chỉ cần dùng kit là đủ, không cần cái mức quá lớn như SQL. Bây giờ mình sẽ hỏi Google để cài kit nhé. Kit ở đâu nhé? Thì đối với kit mình đang dùng Windows, đối với kit thì cái phần cơ bản nhất là phải cài đó là chính là kit SQL. Các bạn search hỏi Google Excel thì nó sẽ ra. Thì đây mình có Excel. Cụ thể về tài liệu viết này, các bạn mở đọc mình, các bạn xem vừa hướng dẫn cách sử dụng command line này nọ nhé. Còn ở đây trong khóa này mình chỉ hướng dẫn các bạn cài đặt, với lại trong quá trình sử dụng mình sẽ hướng dẫn các bạn vài cách check out mã nguồn, clone mã nguồn, rồi tạo nhánh, rồi boost lên trên repository mình bật thì đó. Nhưng mà phần lớn là mình sẽ sử dụng những công cụ có giao diện, tức là view nó hỗ trợ. OK, bây giờ mình sẽ download cái kit xem download này. OK, các bạn click vào lại để download rồi. Thì để tránh mất thời gian đó cho các bạn, mình download sẵn rồi, mình để đây. Dùng cài. Các bạn nhớ chú ý về những cái file Excel này trên Windows 10 nhưng phiên bản mới thì các bạn muốn cài vào trong raw file thì các bạn phải chọn Runes Administrator. Còn nếu các bạn không chọn cái này thì nó sẽ cài vào trong cái app data của mà các bạn khó tìm được. Được chưa? Bây giờ mình sẽ chọn luôn với Administrator nhé. OK. Đây. Các bạn thấy không? Nó cài lại trong profile. OK. Xong rồi nó cài nó lại còn chưa gửi ra. OK, mình sẽ cài đèn nhé. OK, các bạn đặt icon là desktop cũng được, không đặt cũng được. OK, rồi mình cứ bắt đầu đi. Đây. Thì cái trình soạn thảo định nó ít thì tùy các bạn, mấy bạn có gì thì mới dùng đó. Thế mấy người có WordPress thì cần khá mạnh thôi mà nó free đấy. Mình cứ kích các bạn dùng free thôi, không có kích các bạn dùng bể khó hay gì, mình phải tôn trọng bản quyền, nó là mình tôn trọng quyền. OK, nhé. Thì nó bắt tổng cộng thì tức là nó bắt lướt lướt thì nó cũng miễn phí thôi các bạn. Các bạn chưa có thì bạn sạch nó bắt lướt lướt và các bạn download, các bạn cài vào. OK, nhớ nhé. Mấy cái này mình chọn recommend thôi. Recommend, đúng không? Recommend là OK, thôi, recommend. Tôi chọn.
À, cái này thì mình chọn như OpenSSL SSL nhé. Ok, thêm một lần là check in, check out style vậy. Thì cái kiểu này họ cho mình cho tin đo và làm crop up không? Ok, thì mình cứ chọn như thế. Về console thì có thể dùng NTTI monitor cũng được. Không thì ở đây mình chọn là Windows được, thì thao thao xong được. Các bạn tùy các bạn làm trong này cũng được. Đây mình tập trung vào thì thao con xong của Windows. Được chưa? And the podcast. Ok. Bác này là không làm được, cần nó đặt không đặt. Ok, giờ mình kiểm tra để có đặt cài lên máy cho mình. Các bạn gọi rút cái này là như này, bạn thấy cái phát tiếp theo là SCD nghe ra như thế này là càng được rồi. Ok rồi, được chưa? Bây giờ mình cài cái công cụ thứ hai, công cụ quản lý như gì, quản lý phía cái phía client mà cái gì nó khá trực quan. Và cái subtree thì nó miễn phí trên Windows với lại Mac. Còn các bạn dùng Linux thì có Wxls, Wxls thì cũng tựa subtree. Bây giờ các bạn đang subtree ở đâu, đang sạc á, hỏi Google thì đang subtree ở đâu. Các bạn thấy chưa? Nhớ sụp trí ác này đang từ chính trang của họ ấy, chính trang chính chủ sẽ định ra mấy cái nguồn khác, nó rất dễ bị cái virus này nè. Ở đây mình đang dùng Windows thì các bạn chọn Windows hoặc Windows thôi. Ok, thì nó sẽ đang về để tránh làm mất thời gian các bạn thì mình đang sẵn rồi. Ok, mình đang sẵn rồi, đang sẵn rồi đây sụp trí. Thì mình nói luôn cho các bạn là sụp trí hiện tại em có xí về vấn đề cài đặt cho cài đặt của nó sẽ vào đâu đó mấy, thì không giống như những nguồn khác giống như viết vừa rồi mình cài chạy với administrator để có thể vào được trong browser, nhưng mà với subtree thì nó không vào được. À, nó sẽ nằm trong app data, xin mình sẽ nói cách lấy cái đường dẫn app data nó bỏ vào trong cái môi trường để cho các bạn chạy được cái bạn sợ ra được subtree, chứ không các bạn không tìm thấy subtree sẽ cài được chưa. Bây giờ mình sẽ cài subtree nhé, cũng ngắn chụp bản trò với Windows. Mặc dù với subtree thì không có tác dụng cái này, nhưng mà các bạn nên tập thôi em này. Ok. Yeah. Đợi xem nhé. Cái này cài anh rồi, chắc là trong máy mình anh cũ nó còn thôi. Để mình gỡ cái subtree này ra nhé, gỡ ra cài các bạn thấy này. Các bạn thấy mình gỡ là gỡ nó cũng thoát, mình gỡ lại nhé. Bước này các bạn không cần mình theo cái này là mình do có sang trong máy mình gỡ ra. Các bạn nếu mà chưa có thì nó sẽ không có cái này đâu. Để mình gỡ ra mình cài lại rồi cho các bạn thấy nó cài như thế này.
Việc thứ hai là nếu mà muốn xóa tập trung cho máy thì các bạn phải vào trong trong này trong trong C hoặc là đó ổn mà cài lại điều hành ở điều hành cũng có bạn đang vào trong user này. Các bạn vào với user là thành của bạn đấy, ok. Nó có app data thì các bạn đã có một bạn mờ mờ thôi. Thì có thể máy mình thì nó hiện ra nhưng mà mấy các bạn có thể nó không hiện, thì trong trường hợp giả sử như là nó không hiện ra trong mục này thì các bạn gọi là các bạn gõ folder làm thấy file là rồi xin được chưa, các bạn qua mục view bạn chọn không? Nó bình thường nó sẽ hai như thế này đấy. Mình mở chọn cái này được chưa, start nó sau này với lại cái thứ hai là mấy cái hai vô tắc operating system file đây là ẩn file của file bảo vệ của bảo vệ hình ảnh đấy, mình sẽ online này này thì nó mới lòi ra này, mình lấy mình đã online sẵn rồi, mấy các bạn chưa có lòi ra các bạn phải online đó được chưa, okay. Rồi thì sụp trên nó làm cái mạch này thì số alarm system là một. Đó là cái tri là okay. Nó muốn gửi nó thì gửi trong các bạn gửi trong control panel install program ra thì nó không ra, nó không mất hẳn đâu các bạn. Các bạn phải vào trong đó các bạn sẽ khó nữa, được chưa? Nó còn hình như bên trong lao hồi mình gì đó còn nữa không được còn nữa các bạn, xóa hẳn nó ra là mình xóa thì sẽ dễ được rồi. Rồi bây giờ mình xoay mình cài lại nhé các bạn, không có nhớ đa nhé, đa mình đã sẵn rồi, các bạn chưa đa thì mình đây đây là sụp trì đây là file cài đặt đúng không, mình cài lại nhé. Mình thấy khác giờ nó lên cài đặt chứ nãy nó còn lẫn cũ trong máy nó không cài đặt được chưa, có thì cài đặt đỡ cài đặt sự chơi các bạn phải đăng ký một tài khoản Bitbucket hay là Bitbucket Server. Thì thông thường mình làm với Bitbucket là miễn phí, Bitbucket Server là được là doanh nghiệp và tham mua bản bản server để được cài cái server đó, còn mình thì mình dùng Bitbucket nên có tài khoản, nếu mình chưa có tài khoản thì mình tạo cái miễn phí thôi, được chưa, nếu chưa có thì bạn vào đăng ký tích vào đăng ký tạo, được chưa, còn mình có rồi thì mình lock được, mình lock vô cái tài khoản Alexen. Nếu các bạn chưa có thì các bạn đã tạo một cái hoàn toàn miễn phí, nó có Google, nó có gì đó là được, được chưa? Sai ấp một cái, đó. Nếu các bạn chưa có thì mình vào đặt miễn phí, miễn phí đã tạo rồi, rồi sau đó cách thôi, cứ theo từng bước của họ tạo ra. Còn mình có rồi thì mình ok, mình còn tôi nhớ Google, mình đăng nhập thành tài khoản Google. Nó đòi hỏi bạn phải có tài khoản Bitbucket Cloud gì đó. Thì các bạn tạo tài khoản Alexen xong các bạn tạo tài khoản Bitbucket Cloud. Xong rồi thì nó vào đây. Nó không do mình nãy mình chưa đăng nhập. Cho nên không chạy, bây giờ chạy lại, ok. Nên nó không có không còn bắt vào người khác, ok. Giờ mình chạy lại xem, chịu khó chạy lại xem. Chạy lên nhập trang web rồi. Giờ app nó hỏi thì nó sẽ người tùy vào bên web để cấp quyền.
click test. Ok. Khi mà thấy nó nhảy sang một món như này, mình giữ này từ xưa. Ok, ở đây các bạn nó phải cài thêm cái mặt khi gì đó không được. Không cài không được, các bạn xem thêm cái này nha. Cái đó khác các bạn add sau cũng được. Bây giờ mình sẽ chưa cần thiết. Tới lúc mà được tới check out một số mã nguồn của cái đá thì lúc đó mình sẽ nhận các bạn thân đấy. Bây giờ mình chọn no, mình có thể tạo xong. Ok. Đấy. Thì là các bạn thấy đã có sụp chi rồi. Đấy. Nó lấy cài xong rồi thì các bạn sẽ mình có thể xóa được cái này không? À, xong rồi mình xóa được cái ok chưa? Các bạn xóa không được. Thì thông thường ra xong rồi mình sạch cái này sụp chi. Bạn thấy gì? Nó không ra, tìm không ra. Tìm không ra sụp chi. À, tìm ra được rồi. Được rồi. Đấy. Giả sử như mấy các bạn không ra thì tại mấy mình khi nãy mình đã setup rồi. Nếu như bạn sờn này không ra sụp chi thì các bạn vào trong này nhé. Nhắc lại các bạn bằng các bạn vào trong đấy. User đó, con user của bạn app data. Đây đây. À, thôi. Mình giữ bị dính chuột. Các bạn vào trong app data hoặc trong local. Nó có cái mục sụp chi dưới này, được chưa? Sụp chi đây. À, thấy chưa? Các bạn copy đây. Trên máy của các bạn ấy thì sau khi cài sụp chi xong ấy, thì các bạn sẽ không thấy được nó đâu. Các bạn sợ không ra đâu. Sau khi cài xong các bạn sợ không ra không ra đâu. Nhưng mà máy mình sạch ra rồi mình đã làm bước này rồi. Các bạn làm thêm bước này. Các bạn lái cái đường dẫn này đó, lái đường dẫn này thì mình copy nhé. Rồi. Các bạn vào trong property của máy. Mình set nó vào trong biến môi trường bác nhé. Mình vô ra set biến môi trường. Biến môi trường tạo vào setting environment variable. Thấy chưa? Các bạn thấy biến bác không? Đấy. Các bạn thấy không? Ở đây mình có trước đây mình có làm cái chèn vô rồi cho nên giờ nó tìm thấy. Còn nếu các bạn không tìm thấy thì các bạn cứ new một phát nó sổ thêm một dòng mới cho các bạn rồi các bạn tiếp theo đây các bạn bắt đi. Mình không bắt này nhé. Ở đây lấy cái này nhé. Tại vì có trong này rồi các bạn thấy không? Ok. Sau khi bạn chèn như đó rồi thì chắc chắn các bạn có thể con máy nó cập nhật liền, con máy nó không cập nhật liền không cập nhật thì các bạn chỉ có là lock out ra, lock out ra xong các bạn lock luôn lại là sau đó các bạn sạch cái này sẽ ra được.
Ok. Đấy. Bây giờ mình chỉ lan nó thôi. Lan nó lên để mình viết. Lan tức là mở đó. Mở nó lên để mình viết. Là nó đã có cài rồi. Còn những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tra một số mã nguồn thì không biết gì đó. Thì phần sau mình hướng dẫn sử dụng cái này nhé. Bây giờ bước đây coi như mình xong. Mình đã cài xong Suptree. Được chưa? Bạn nhớ cái vụ setting cái biến environment path cho cái Suptree này. Chưa nó bật nguyên nhưng mà nó bị bắn. Để lần sau bạn sẽ nó ra được. Được chưa? Rồi. Bây giờ cái tool thứ ba mình dùng trong cái khóa học này là cái IDE để viết bản nguồn đúng không? Bộ soạn thảo bản nguồn soạn thảo đó thì cái IDE cái đó người ta gọi tiếng Anh là IDE Interpretive Development Kit bộ soạn thảo tích hợp thì bây giờ sẽ dùng Visual các bạn có thể dùng rất nhiều miễn là cái nào là soạn văn bản là được. Các bạn có thể dùng Notepad, có thể dùng Supply, rất nhiều thứ. Nhưng mà nhớ là dùng cái nào được tí nhất, đừng đừng để thứ tí nhất. Được không nên dùng, không nên để có. Thì ở đây mình có Visual Studio Code. Visual Studio Code là phiên bản miễn phí của Microsoft nhé. IDE miễn phí của Microsoft. Thì các bạn vào đây các bạn download rồi, download rồi. Nhớ vào cái chỗ của trang giữa chỗ đó nhé, resource.com đó. Đừng có đa mấy bạn mấy trang không chính chủ rất dễ bị nhiễm virus được chưa? Ở đây mình chọn các bạn chọn bản tương ứng. Nếu mình dùng Windows thì mình chọn Windows. Thì Ubuntu thì Ubuntu Mac thì Mac. Ở đây mình đang dùng mấy Windows bạn Windows mình là Windows Service nhé. Mình chọn cái này. Được chưa? Chọn cái này đau vậy thì nó tính là mất thời gian các bạn cũng đã đang sẵn nhiều rồi mình đau sau tôi biết đây yeah. Bây giờ mình setup nhé cũng nhớ theo thói quen Runes à, cũng nhớ tôi ok rồi accept license nhé chấp nhận bản quyền gì đó được chưa và thắng cái cài thằng Roam file. Còn nếu các bạn không chạy được với Runet thì nó đi vào trong cái app đặt này giống như thế này ấy. Mình cài sụp tri ấy. Được chưa? Next. Còn cũng như thường các bạn có thể thêm mấy cái này được vào trong menu context cũng được. Còn không thêm được thì thêm vào trong video. Ok, được chưa? Yes. Yes. Mình cài. Làm thử cũng được nhé. Làm thử. Đó, được rồi. Mình tắt không cần. Sau này sau này các bạn cài thêm một số nước đi nữa nhưng mà bây giờ mình chưa cần thiết phải giới thiệu cho cài cái này trong trường code cái nào ví dụ code React thì cần cái gì hay là code PHP các bạn cần thêm những cái gì đó thì tùy vào mỗi cái framework mà các bạn dùng sau này các bạn sẽ cài thêm vào cái trên cái IDE này thì cho giờ mình chỉ kiểm tra đến nó đã cài được chưa nào mình sẽ thử nhé Visual Studio Code mình đã dùng là thêm mấy cái này nhé thì nó có những cái tool mà các bạn dùng thường xuyên này để khỏi nó cầm máy sạch thì mình sẽ pin nó trong thành taskbar luôn nhé các bạn bấm được phải là chọn pin taskbar nhé thì sau này bây giờ các bạn có tắt cái này đi còn hai cái này bấm luôn lại nó lên cho nha nhanh lắm được chưa rồi như vậy là mình vừa
giới thiệu với các bạn xong ba cái. Cài đặt viết cái thứ hai, cài đặt cái công cụ Wiklan có giao diện đó là cái Substream. Cái thứ ba là mình cài Visual Studio, Studio Code. Cái này thì mình tạm thời đủ đủ công cụ để quản lý mạng nguồn với viết code nhé. Còn một số công cụ khác thì mình đã giới thiệu ở bữa trước rồi, đã cài đặt rồi. Thì mình kết thúc việc cài đặt công cụ đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ subscribe kênh YouTube của mình nhé. Mình sẽ tiếp tục public những cái bài giảng khác liên quan tới gần như tất cả các học. Bắt đầu với rửa các tips trước, sau đó mình có thời gian thì mình sẽ làm thêm Android, iOS, PHP, Node.js, rồi chỉ có thể một số về điện toán đám mây, về AWS, Azure hay là Google Cloud Computing. Thì dần dần có thời gian thì mình sẽ làm việc. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt các bạn.